giải đấu thì xin mời tất cả cổ động viên cũng như là tất cả các em nhỏ chúng ta cùng đi ra nào. Chúng ta dừng tất cả các quả bóng lại. Thì anh chơi cơ thể đã là người như vậy.
Cảm ơn bà Lưu Thị Nguyên và xin
6 đến vừa cô lộ SC Quy Nhơn cầm tay. Và tiếp theo sẽ là giải thưởng môn xuất sắc nhất được thuộc về cầu thủ lên bắt chính trong trận chung kết ngày hôm nay, thủ môn của Thanh Nhân. Vâng, kính thưa quý vị, thủ môn Văn Tú xin trân trọng kính mời đồng chí Quang, phó chủ tịch, phó công an xã, phó ban tổ chức lên trao giải cho thủ môn xuất sắc nhất Văn Tú đến từ FC Thanh Nhân. Xin chúc mừng Văn Tú FC Thanh Nhân và xin cảm ơn đồng chí Quang, phó công an xã, phó trưởng công an xã Thanh Quân, phó ban tổ chức. Và tiếp theo xin rồi về thứ tư, đội giải đội khuyến khích sẽ thuộc về ai ạ? Cầu thủ FC Thanh Tân xin chúc mừng. Và sau đây xin mời tất cả các cầu thủ của cầu thủ FC Thanh Nhân lên để trưởng ban tổ chức đồng chí Lương Văn Dương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã, trưởng ban tổ chức lên trao giải khuyến khích cho cầu thủ FC Thanh Tân. Năm nay,
của FC Thanh Nhân chỉ thiếu một quả pháo giấy mà thôi. Trở về với sân đội Lan Phương Nam, mặt giải đấu được ban chỉ đạo.